khi mà chị học tiếng Anh thì chị gặp những cái phần khó khăn hay những cái vấn đề như thế nào mà chị cảm thấy như thế nào? Trước nay chị học tiếng Anh ấy thì nói chung là rất là vất vả. Hầu hết là chị học nó không có tiếp thu vô được. Lúc đó chị nghĩ là chị không có năng khiếu để mà học tiếng Anh. Sau rồi nhiều lúc chị quyết tâm lắm thì chị học được một tháng. Xong rồi nó cũng không được bao nhiêu. Nói chung là không có niềm tin, với lại là mình không có hiệu quả. Xong rồi chị lại bỏ cuộc. Kéo dài rất là nhiều năm. Rất nhiều năm, đúng rồi. Và cảm giác? Cảm giác lúc đó là chị bị mất tự tin, chị không có tự tin cho bản thân mình. Chị cứ nghĩ là học tiếng Anh là do năng khiếu, và cái điều đó mà mình mọi người làm được mà mình làm không được, dẫn đến là mọi việc khác chị cũng không có tự tin trong cuộc sống lắm. Khi nhiều khi trong công việc á, chị cũng không có tự tin để nói chuyện, hoặc là gọi là thụ động cái con người của mình lại. Thế thì làm thế nào mà chị biết đến đánh vần tiếng Anh, và tại sao chị lại quyết định tham dự cái khóa học đánh vần tiếng Anh ạ? Chị biết là tình cờ 3 năm trước là chị vào hiệu sách, chị mua quyển sách của tác giả này và chị về chị đọc. Thì một phần chị đọc, một phần chị nghe, nhưng mà cái vấn đề mình tự nghe và mình tự học thì nó cũng không, mình chị thấy rất là hay, nhưng mà chị có nhiều cái mà nó mình gặp vướng mắc thì mình không biết hỏi ai. Xong rồi sau một thời gian thì chị gặp một người bạn của chị cũng đã học khóa này rồi, thì bạn ấy chia sẻ rất là hiệu quả, cho nên chị thấy hay và chị quyết định đi học. Thế thì cho em hỏi thêm nữa là trong cái quá trình học này, luyện tập này, trải nghiệm, và sau khi cái khóa học này kết thúc thì chị đánh giá như thế nào về cái hiệu quả và cái sự tiến bộ của chị? Lúc bắt đầu đi học thì chị nghĩ là không biết là mình có học được hay không, hay là giống như những cái khóa học trước mình tham gia. Sau chỉ ngày tham gia đầu tiên thì chị nghĩ là cái này rất là hay, chứ có lẽ là phù hợp với mình. Sau rồi trong quá trình học thì chị thấy qua những cái qua những tuần, những quy tắc thì chị thấy nó, những cái quy tắc được nghĩ ra thì nó rất là thông minh, nó làm cho chị cuốn hút và chị nói chung là say mê, và về nhà cần phải vạch ra để đọc đi đọc lại. Rồi khi mà kết thúc khóa học bây giờ thì mình ra ngoài đường mình có thể nhìn thấy các cái chữ trên bảng hiệu này kia là mình có thể tự đọc được. Thế còn trong các cái phần bài báo khác hay là những cái đoạn văn khác thì chị khi mà chị đọc thì cảm thấy như thế nào? Chị thì nói chung chưa có thời gian để mà đọc báo nhiều, nhưng mà khi mà nhìn thấy một cái từ tiếng, một cái câu tiếng Anh, hoặc trong email, hoặc là trong cái gì mà mình trong tầm mắt của mình á, thì mình biết cách là đọc như thế nào, đọc có ngữ điệu như thế nào, và nhiều lúc là mình thắc mắc là cái từ đó nó theo quy luật nào, rồi mình tìm hiểu thêm. Nói chung là sau khóa học thì nó mang lại cho mình cái niềm tin là mình có thể đọc được tiếng Anh. Dạ. Giống như mọi người khác. Dạ, cảm ơn chị. Thế thì chị có muốn chia sẻ gì về phương pháp đánh vần tiếng Anh này cho những người khác đang học đang học tiếng Anh ở bên ngoài kia không? Chị nghĩ đây là một cái phương pháp rất là hiệu quả. Nó phù hợp với tất cả mọi người, từ em bé cho đến các bạn sinh viên, rồi người đi làm, rồi người già, hoặc là nói chung là các bạn có thể đọc được, và từ đó các bạn có thể khám phá trên TV hoặc trong sách, trong báo. Nếu mà quan trọng là nó tạo cho các bạn được cái niềm tin là các bạn có thể đọc được tiếng Anh rất là trôi chảy và rất là hay, không giống như mọi người ở ngoài là đọc ngon ngon, không có vần, không có điệu gì hết. Đây là cái cảm nhận của mình sau khóa học là như vậy. Cảm ơn chị Oanh đã chia sẻ những cái suy nghĩ và những cái trải nghiệm rất là quý báu của chị.
Hy vọng là phần tiếng Anh sẽ giúp chị ở những cái bước tiếp theo có thể đọc nói một cách trôi chảy hơn, và từ đó chị sẽ thoải mái tự tin hơn trong việc mà chúng ta có thể sử dụng tiếng Anh để phục vụ cho công việc của mình. Chị cảm ơn em. Chị cảm ơn cái tác giả cũng như em đã tạo được cái nền tảng cho chị, và nói chung là thắp được cái niềm tin cho chị trong việc học tiếng Anh cũng như là trong các công việc khác trong của cuộc sống hàng ngày. Dạ, cảm ơn chị. Chào em.